của La Văn. Dạ La Văn xin kính chào quý cô bác anh chị ạ. Và để lót nền cho vòng loại tiếp theo thì xin mời quý cô bác anh chị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên là Đôi Ngã Chia Ly. Xin kính mời quý cô bác cùng anh chị cùng thưởng thức. Thank you.
biết tìm về. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và mọi người đã có vé trên tay hết chưa ạ? Dạ, trời ơi, trước khi sao